Giới thiệu với các bạn, đây là bộ test quạt. Vì sao chúng ta phải đi chế cái bộ test quạt nó phức tạp thế này? Thứ nhất là chúng ta phải dùng cái bo đa hài. Thì tí nữa tôi sẽ vẽ lại cái bo đa hài này cho các bạn xem. Thứ hai là chúng ta dùng cái đèn này để chúng ta test thay thế cho cái động cơ quạt, motor quạt. Bởi vì cái quạt ở trên máy Daikin GA32 thì chúng ta thấy nó như này. Đây. Đấy, cái quạt nó chỉ có khi mà chúng ta tháo ra, chúng ta chỉ tháo được cái phần cuộn dây này thôi. Thế còn cái phần nam châm, cái vành nam châm này thì nó gắn liền với cánh, và đây tôi đã phải hy sinh đến một cái cánh quạt. Tức là tôi phải tháo cái cánh ra và tôi phá hỏng một cái cánh đi để tôi lấy cái phần nam châm này. Tuy nhiên, tôi đã lấy được một cái cánh, tôi đã phá hỏng cái cánh để được cái nam châm này rồi, nhưng mà tôi đã đưa vào một nó chỉ được một cái model của quạt thôi. Và bây giờ tôi đã lắp sang cái model khác thì các bạn thấy hiện tượng nó như này. Thì tôi cắm điện này. Bật nguồn này. Và các bạn quan sát lúc nào cái đèn này nó sáng, tức là nó có điện áp đưa ra quạt. Nếu như quạt đúng của máy thì nó sẽ quay. Thế nhưng mà cái đây do cái vành nam châm nó không đúng cho nên là các bạn thấy nó chỉ lắc lắc thôi. Ở máy Daikin thì cái thời gian từ khi chúng ta bật nguồn cho đến khi quạt quay là nó mất khoảng xấp xỉ 1 phút, nó trễ hơi lâu. Thì trong cái lúc chờ đợi thì tôi sẽ vẽ lại cái sơ đồ. Đây các bạn thấy đây, đấy đã có điện đưa ra quạt, đèn này sáng hết rồi nhưng mà quạt này nó vẫn vẫn chỉ rung chứ nó không quay được. Đây là cái nhược điểm như này. Mặc dù tôi đã phải hy sinh một cái cánh quạt để tôi lấy cái phần nam châm này nhưng mà cũng lại không sử dụng được. Đấy, các bạn thấy, tức là nó chỉ rung thôi chứ nó không quay được. Đấy, chính vì cái lý do này cho nên là trong quá trình sửa chữa chúng ta lại không sử dụng được cái quạt này. Nếu như các bạn mà không sử dụng được quạt này thì thứ nhất là các bạn giả sử các bạn thay thế IC công suất này thì các bạn phải phải test. Tức là khi thay thế IC công suất này thì các bạn phải test bằng bằng các cái đèn LED này, chứ các bạn không thể test bằng cái quạt được nữa. Thứ hai là do các bạn không sử dụng được quạt cho nên là cái đường hồi tiếp nó không tác dụng, cho nên các bạn phải đấu cái bo đa hài này để thay thế cho cái đường hồi tiếp. Và bây giờ chúng ta sẽ thấy nó như này. Bây giờ tôi cắm điện, bật nguồn này. Các cái đèn này sáng, đèn này sáng thì đồng nghĩa với cái con IC công suất này nó đã hoạt động tốt. Và tôi chế cái bo này thì đồng thời tôi cũng để tôi test được cái ba cái pha. Sơ đồ của bo mạch này như sau. Tức là tôi dùng các cái led, cứ hai con một tôi đấu ngược chiều nhau, hai con một tôi đấu ngược chiều nhau. Ở đầu bên này thì tôi đấu chung lại với nhau, tôi gọi là cái đầu chung. Thế còn đầu bên này thì tôi đấu qua các cái con trở. Ở đây tôi đang dùng hai cái con trở 220K đấu song song. Đây các bạn thấy đèn nó sáng như này, có nghĩa là điện áp ra quạt đã bình thường. Đây là hai con trở 220K đấu song song thì nó sẽ thành một một con trở 110K. 220K này, 220K này, 220K này, 220K này, 220K này, 220K này. Cứ hai con đấu song song với nhau thì thành một con 110K. Và đây này chính là ba cái điểm, ba cái đầu dây mà tôi sẽ đấu vào U
V và V kép. Ở đây trong trường hợp này thì tôi đang để chống cái đầu này, thì 6 cái led này nó sáng, và nếu như tôi kẹp cái đầu này vào vào dương 300 thì khi đó chúng ta sẽ thấy ba cái led này nó sáng, còn ba cái led này nó tắt đi. Ví dụ đây tôi kẹp vào dương 300 này là đầu cái giác này, thì các bạn thấy lúc này ba cái đèn này nó sáng và ba cái đèn này nó tắt đi này. Ngược lại tôi kẹp vào mát thì các bạn lại thấy ba cái đèn này nó tắt và ba cái đèn này nó sáng. Tức là nếu như tôi kẹp vào đây vào 300V này thì ba cái đèn nó sáng này, ba đèn này tắt đi này. Và ngược lại nếu mà tôi lấy cái điểm này tôi lại chập nó xuống xuống mát GLD này thì lúc đó lại ba cái đèn này sáng này, ba đèn này tắt này. Như vậy là hai lần test là nó sáng đủ 6 đèn. Điều này chứng tỏ là gì? IC công suất chỉ đủ 3 pha. Trong trường hợp mà chúng ta không không kẹp vào mát cũng không kẹp vào 300V thì chúng ta thấy 6 cái đèn nó sáng đều. Thì như vậy là cũng là IC công suất chạy ok, chạy đủ 3 pha. Thì bằng cái đèn này, bằng cái dãy led này, theo cái sơ đồ này là chúng ta hoàn toàn có thể test được IC. Giả sử chúng ta bây giờ chúng ta sau khi chúng ta thay IC là chúng ta test bằng cái bo này thì chúng ta biết là IC nó đã chạy. Thứ hai là chúng ta ráp cái mạch dao động đa hài này để chúng ta thay thế cho IC Han. Bởi vì chúng ta biết rằng nếu như không có IC Han thì cái quạt này nó sẽ quay một tí rồi nó báo lỗi. Cái đèn này điện áp nó chỉ ra được một tí rồi nó báo lỗi. Thì đây là cái sơ đồ của cái bo mà dao động đa hài mà tôi đã ráp sẵn. Thì bây giờ tôi giải thích cho các bạn cái sơ đồ là như sau. Ở trong sơ đồ này chúng ta sử dụng hai con đèn để tạo dao động. Điện trở gánh của hai con đèn này là 2,2K. Điện trở định thiên của một con đèn thì chúng ta để là 220K. Một con đèn bên kia chúng ta để 110K, tức là tôi dùng hai con, xin lỗi các bạn, là điện trở định thiên là 270K. Còn điện trở định thiên của đèn bên này là chúng ta để 135K. Tức là chúng ta dùng hai con 270K đấu song song với nhau thì thành 135K. Tụ thì tôi dùng tụ 1473, tức là 47 la lô, hai con tụ 47 la lô đấu từ C của đèn này sang B của đèn kia, từ C của đèn này sang B của đèn kia. Và tôi đã được một cái mạch tạo dao động tạo ra tần số 70, khoảng 70 Hz. Để tôi đo nhé, tần số dao động do cái mạch này tạo ra tôi đo giữa E và C của một con đèn. Là 70 Hz nha. Tần số tạo ra là 70 Hz. Do cái tín hiệu dao động này là tương đối yếu cho nên là khi chúng ta đấu thẳng vào bo mạch ngay thì chúng dễ bị sai tần số, cho nên là tôi lại tiếp tục tôi cho đi qua một con điện trở 2,2K và tôi khuếch đại một con đèn, khuếch đại bằng một con đèn tiếp theo chính là con này. Tôi đi cho đi qua một con trở 2,2K vào chân B, và chân C của đèn này thì tôi nối vào nguồn 5V. Chân E tôi cho đi qua một điện trở thoát đất, thoát mát, và tôi lấy điểm chân E này lấy ra tín hiệu. Đấy, thì ở đây tôi thấy các bạn thấy tôi đấu như này. Thứ nhất là cái dây đỏ của tôi là tôi đấu vào dương 5V. Thứ hai cái dây đen là tôi đấu vào âm, vào mát. Còn cái dây này, dây vàng là dây tín hiệu thì tôi đang đấu vào điểm này, chân E của con đèn này. Và như vậy là ở đây tôi đo thu được điện tần số khoảng 70 Hz. Và với cái 70 Hz này sau khi tôi khuếch đại qua con đèn này thì nó tương đối khỏe và nó không ảnh hưởng gì đến tần số khi chúng ta đấu vào mạch. Thì đây là ba con đèn. Như vậy các bạn thấy tôi test suốt từ nãy đến giờ 45 phút rồi mà quạt nó vẫn cứ IC này vẫn cứ đưa ra điện, nó không bị ngắt. Đây là cái bo
Thì bây giờ chúng ta muốn test block mà không có quạt thì chúng ta cũng ráp như thế này. Các bạn đấu như thế này là bây giờ các bạn đấu cái bo giờ nóng vào là các bạn có thể test được block mà các bạn không cần đến quạt mà lạnh. Thì đấy là cái phương pháp để cho các bạn test block là như vậy. Thế còn bây giờ chúng ta sẽ phân tích một cái bo mạch, cái mạch điều khiển quạt giờ lạnh của cái máy Daikin này. Quạt giờ lạnh thì đây là cái sơ đồ mà chúng ta đã được học nguyên lý ở bài trước, và bây giờ chúng ta sẽ dò mạch một chút để tôi tháo cái bo mạch này ra. Bây giờ chúng ta sẽ dò mạch như thế này. Con vi xử lý là con này. IC điều khiển quạt là con này. Ở đây các bạn lưu ý như này. 6 con điện trở đưa xung biến tần từ IC công suất AC vi xử lý sang IC công suất. Thì đây là R200, 201, 202, 203, 204, 205. Thì tương ứng với ở trên bo mạch. Đây là con R200. Đây là con R200. Để tôi zoom nó lại các bạn nhìn cho rõ. Đây là R200. Đây là R201. Đây là R202. Đây là R203. Đây là R204. Và đây là R205. Có nghĩa là 6 con này, 200 này, 201 này, 203 này, 202 này, 204, 205 ở khu vực này. Thì đây là 6 con điện trở đưa 6 cái xung biến tần từ vi xử lý sang điều khiển IC công suất. Ở đây trên sơ đồ này thì đây là 3 con tụ bốt. Lưu ý các bạn là lưu ý là trong máy này nó không có tụ hóa, nó chỉ có tụ gốm thôi. Tụ 206, 207, 208 là 3 con tụ bốt. Và các bạn biết rằng nếu mà chập những cái tụ bốt này thì nó sẽ bị mất pha, mất một pha ra động cơ. Thì đây là ba cái tụ bốt bé xíu này các bạn. Đây là con 206, đây là con 207 và đây là con 208 bé xíu xíu này. Thì đây là ba con tụ bốt. Còn ba con trở, bốn con trở thoát mát ở chân âm của IC công suất thoát mát thì chính là bốn con này. Thế còn ba cái đường ra quạt UVV kép chính là ba cái chân này. UVV kép. Thế còn ba cái đường hồi tiếp thì trong đó có một đường là mát sát cái chân U này. Đây này, trong cùng là mát này. Sau đó đến chân giữa là 5V này. Và đến chân ngoài cùng là FB là xung hồi tiếp quạt là chân FB. Thế thì đây là cái dắp để đưa ra quạt. Thế thì chúng ta biết rằng là quạt của đây, quạt của máy Daikin đây thì đưa tín hiệu ra là dạng UVV kép, tức là cái quạt nó giống như block ấy, đúng không? Thế còn ba cái dây này là ba dây hồi tiếp. Cái dây xanh là dây mát, dây vàng là dây 5V, còn dây màu hồng hồng nhạt này là dây FB xung hồi tiếp. Để các bạn kiểm tra được cái xung hồi tiếp này thì các bạn cũng có thể như này. Các bạn đo giữa dây mát với dây FB này và máy. Các bạn cắm điện vào máy, sau đó các bạn vần cho cánh quạt nó quay chậm chậm. Nếu mà xung hồi tiếp IC2 ở trong quạt này nó tốt thì nó sẽ có dao động. Đấy. Thì đấy là cách kiểm tra IC2. Còn nếu chết IC2 thì các bạn có thể cấy cái bo này vào là quạt nó có thể chạy được. Tuy nhiên quạt nó sẽ chạy, nó sẽ hạn chế chỉnh tốc độ và có thể tốc độ nó bị sai so với tốc độ các bạn chỉnh. Như đây là cái bo đa hài để giúp cho các bạn có thể test được quạt, có thể test được block, có thể test được IC quạt sau khi các bạn thay thế, có thể test được block
mà các bạn không cần đến cái quạt này, bởi vì cái quạt này chúng ta biết rằng máy Daikin cái quạt này này các bạn chỉ tháo được cái phần cuộn dây này về thôi. Còn nếu như các bạn muốn tháo cái này về thì buộc các bạn phải phá cái cánh ra, và như vậy là tôi đã phải phá cái cánh quạt ra, nhưng mà cũng chỉ dùng được cho một máy thôi, cũng không dùng được các máy khác. Thì cho nên là chúng ta rất cần thiết phải sử dụng cái bo này. Thì đấy là cái phương pháp sửa chữa cái quạt ở trên máy Daikin GA32.